nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hồng những ngày dài đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rung rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân dậy thề. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân dậy theo. Nàng khóc cho mình đôi mặt khóc lên. Mộc Quế An chính là MC của chương trình này. Cảm ơn những vũ công vô cùng tài năng của chúng ta. Thank you dancer. Chào các bạn Kiều Lai nào. Quý vị thân mến, trong thời gian qua có rất nhiều game show để dành cho các bạn nhỏ, và ngày hôm nay hãy cùng một với anh điểm qua những loại hình biểu diễn nghệ thuật được ra số các bạn nhỏ lựa chọn để biểu diễn. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều xem và nghe qua các điệu nhảy nổi tiếng như cha cha cha, rumba và tango. Đó là các điệu nhảy trong số 10 điệu nhảy điêu luyện thuộc bộ môn dance sport hay còn gọi là khiêu vũ thể thao. Và đặc biệt đối với trẻ em chúng mình, dance sport càng cực kỳ tốt cho việc hình thành và duy trì cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và một vóc dáng đẹp, góp phần cho sự thành công trong tương lai. Vừa rồi quý vị vừa được xem các bạn vũ công biểu diễn một trong những điệu nhảy thuộc bộ môn dance sport. Dạ, con chào chú Ngô Kiến Quy. Chú có thể tặng cho quý khán giả những điệu nhảy của bài Cánh Hồng Bay được không ạ? Dạ được. Mọi người hãy đón xem điệu nhảy của chú Kiếm Quy nha mọi người. Xoay đi, xoay đi, xoay, xoay nữa. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rừng rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người yêu đã mất. Cảm ơn chú Ngô Kiếm Quy. Trời ơi, cái gì hả? Bất ngờ dành cho quý vị khán giả. Quý vị thân mến, còn một bộ môn nghệ thuật nữa các bạn nhỏ cũng rất yêu thích, đó là thời trang. Đối với trẻ em chúng ta, việc rèn luyện một phong thái tự tin và dạn dĩ là một trong những yếu tố cực kỳ cần thiết tạo nên sự thành công trong tương lai. Bước đi tự tin và phong thái đỉnh đạt chính là sức mạnh của hành tưởng thành công. Đến với lớp học thời trang như các bạn còn được học dáng bước đi, xoay người,
tạo dáng và các phong cách trình diễn thời trang trên sân khấu. Kỹ năng này không chỉ giúp cho các bạn có dáng đi đẹp, tự tin hơn trước mọi người mà còn giúp các bạn nhanh nhẹn hoặc bớt cơm trong các hoạt động hàng ngày. Rất hợp thời trang không chỉ đào tạo nên những người mẫu chuyên nghiệp mà còn làm nên những con người bản lĩnh thành công. Và bây giờ Mộc Quang sẽ thấy bản trình diễn thời trang cho quý vị cùng rõ hơn. Quý vị hãy tưởng tượng ra Mộc Quang đang mặc những trang phục khác nhau nhé. Và nếu như trang phục phép thì chúng ta sẽ đi như thế này. Mạnh mẽ bằng cách lịch lãm. Vào mùa hè chúng ta thường đi tắm biển, mà những bộ bikini thật xinh xắn thì chúng ta sẽ đi như thế này. Và như vậy chúng ta may mắn được lọt vào top 10 Hoa hậu Ngoan Vũ Nhí thì chúng ta sẽ đi như thế này. Không thể tin được. Thanh Huỳnh, Ly Thắng, Việt Nam. Còn chần chờ gì nữa, cho cô Cẩm đi về chú Trấn Thành một chàng phối hợp lớn đây. Và một bộ môn nghệ thuật nữa, quý anh sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đó là diễn xuất. Chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng tham gia bộ môn diễn xuất chính là học diễn. Thế nhưng chỉ những ai đã tham gia bộ môn này mới có thể hiểu rằng diễn xuất chính là công cụ khơi dậy những cảm xúc thật nhất trong lòng người diễn viên. Đó là vui, cười nhẹ. Còn đây là cười mạnh. Còn đây là cảm xúc buồn. Còn đây là cảm xúc khóc. Nhưng cũng có khi cười chẳng là vui, mà khóc chẳng là buồn, rồi là buồn cười. Còn đây là lo lắng sợ hãi. Bài của con đến đây là kết thúc. Ôi quý vị còn chần chừ gì mà không cho bé Quế Anh một tràng vỗ tay nồng nhiệt đi.